Sau đây là top 12 bí quyết chăm sóc sức khỏe tốt nhất hàng ngày. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ tạo nên một nguồn nội lực để chúng ta làm tốt mọi công việc hàng ngày. Chính vì vậy, giữ gìn sức khỏe luôn là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Ngày nay, cùng với nhu cầu vật chất ngày càng cao thì vấn đề chăm sóc sức khỏe cũng được quan tâm hơn bao giờ hết với mục đích giúp cho chúng ta có được một cuộc sống tốt đẹp nhất. Sau đây, tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị về 12 cách chăm sóc sức khỏe hàng ngày tốt nhất để bạn có thể tham khảo, giúp các bạn có một cuộc sống vui, trẻ và khỏe hơn. Thứ nhất là giữ tâm trạng vui vẻ. Tâm trạng không tốt là nguồn lây bệnh rất đáng sợ hơn cả những con virus khỏe mạnh. Rất nhiều loại bệnh do sự chấn động thần kinh gây ra. Chúng ta có thể gặp phải những cái triệu chứng ăn quá nhiều do tâm trạng không tốt, tiêu chảy hoặc là dị ứng da. Giữ tâm trạng vui vẻ, thanh thản cho phép mọi bộ phận cơ thể của chúng ta thực hiện được các chức năng một cách tốt nhất. Mặt khác, khi bạn cảm thấy mình đã mất đi cảm giác vui vẻ, đừng lo lắng, rất dễ dàng để phục hồi lại nó. Bắt đầu bằng cách mỉm cười, cứ tiếp tục và cố lên một chút và bắt đầu quan sát những người đang vui vẻ. Giữ tâm trạng vui vẻ là vô hại, nó không gây thương tổn cho bất kỳ ai. Trong thực tế, đó là một thái độ giúp ta hàn gắn và hồi phục tinh thần. Khi bạn quan sát những người thật sự vui vẻ, hãy lưu ý đến việc họ hạnh phúc biết bao nhiêu và khơi gợi được những điều tốt đẹp từ những người khác như thế nào. Thứ hai, có một chế độ ăn uống khoa học. Hàng ngày, cơ thể của chúng ta cần nạp năng lượng từ thức ăn. Do đó, chúng ta cần phải có kiến thức về thực phẩm để xây dựng cho mình một chế độ ăn uống khoa học và khỏe mạnh. Cố gắng lựa chọn những loại thực phẩm an toàn, tránh nhiễm khuẩn và chất bảo quản, chất phụ gia và chất tăng trọng. Và nên hạn chế nấu các món chiên, xào, nướng và hạn chế dùng thực phẩm chế biến sẵn vì những thực phẩm này dễ chứa chất bảo quản. Ngoài ra, bạn cũng không nên ăn nhiều đồ mặn hoặc nhiều ngọt. Nên dùng các đồ tươi sống, các loại cá hoặc là hoa quả trước bữa ăn từ 10 tới 20 phút. Bạn hãy làm phong phú thực đơn hàng ngày để đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, không uống nhiều bia rượu, không hút thuốc lá và hạn chế dùng các chất kích thích. Thứ ba là uống đủ nước. Nước cần thiết cho mọi hoạt động tâm lý và thể chất của con người, nhưng hầu hết chúng ta không uống đủ nước. Việc cơ thể không được cung cấp đầy đủ nước là một nguyên nhân chính dẫn đến nhiều chứng bệnh như là đau đầu, đau lưng, viêm khớp, táo bón, mệt mỏi và nhiều căn bệnh khác nữa. Vì vậy, chúng ta cần bổ sung nước thường xuyên và không để có cảm giác khác thì mới uống. Mỗi ngày nên uống ít nhất khoảng 8 ly nước và không nên uống nước quá nóng hoặc quá lạnh. Uống đủ nước còn giúp sáng mắt, đẹp da, lưu thông máu, cải thiện giấc ngủ và bảo vệ tim mạch. Một cốc nước ấm trước khi ngủ sẽ có lợi cho tuần hoàn. Mặt khác, một cốc nước ấm sau khi ngủ sẽ giúp thanh lọc cơ thể, tốt cho lưu thông máu và hệ tiêu hóa. Thứ tư là thể dục khoa học. Tập thể dục luôn là thói quen tốt, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, để đạt được kết quả như mong muốn, đòi hỏi người tập phải lựa chọn những môn thể thao phù hợp với sức khỏe, thể trạng của họ. Để tránh tình trạng người tập thể dục theo cảm tính, không đạt kết quả như mong muốn. Tập thể thao không những giúp cho những người khỏe mạnh mà còn vô cùng hữu ích đối với những người đang mang trong mình những căn bệnh nan y. Vì đó là cách tăng cường sức khỏe và lấy lại sự bình ổn về tinh thần và cũng như là niềm tin yêu vào cuộc sống. Tuy nhiên, tập thể thao cũng cần phải chọn hình thức luyện tập phù hợp với sở thích, tuổi tác và điều kiện sức khỏe. Chỉ nên tập vừa sức, phải luôn cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn với cách vận động của mình. Tập thể thao phải kiên trì và đều đặn. Tốt nhất bạn hãy dành khoảng 30 phút mỗi ngày để luyện tập. Bạn nên lựa chọn thời gian tập luyện phù hợp và tránh xa các bữa ăn. Thứ năm là cung cấp đầy đủ canxi. Canxi là thành phần quan trọng nhất của xương. Canxi giúp xương phát triển, cải thiện chiều cao và tầm vóc của con người. Canxi còn có vai trò quan trọng đối với hệ cơ. Hiện tượng co cơ sẽ không thể thực hiện nếu không có mặt của canxi. Nên có thể nói canxi là một nguyên tố không thể thiếu được đối với việc duy trì và đảm bảo cho hệ cơ quan vận động, duy trì nhịp đập của tim, sự đông đặc của máu và nhiều hoạt động chuyển hóa của cơ thể. Hậu quả của việc thiếu canxi là gây ra chuột rút hay quên và mất ngủ. Vì thiếu canxi sẽ ảnh hưởng đến sự trao đổi chất bình thường của các tế bào thần kinh. Do đó, hãy uống sữa, ăn sữa chua hoặc các thức uống giàu canxi khác để có sức khỏe tốt, không chỉ cho hiện tại mà còn cho sức khỏe sau này của bạn. Thứ sáu là thư giãn. Căng thẳng là một trạng thái hoàn toàn bình thường nhưng không tốt cho bạn. Biết thư giãn là điều quan trọng để đảm bảo sức khỏe, thể chất và tinh thần, cũng như làm sống lại đam mê và niềm vui trong cuộc sống của bạn. Việc để sự căng thẳng ảnh hưởng đến bạn có thể dẫn đến những cái trầm cảm, bệnh tật, tăng cân và cảm giác bất mãn. Hãy học cách nhận diện căng thẳng và xử lý tình trạng này bằng cách thả lỏng đầu óc và cơ thể của bạn. Ngoài ra, dành thời gian để làm những việc bạn thích cũng như là một cách thư giãn hiệu quả.
căng thẳng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho bạn cảm thấy chán chường và mệt mỏi. Do đó, đừng để mình rơi vào tình trạng đó, mà hãy tìm những cách giảm căng thẳng như nghe một bản nhạc hay, đọc một cuốn sách bạn yêu thích, chơi ô chữ, ngồi thiền hoặc là thưởng thức một tách trà ngon. Thứ bảy, sử dụng kem chống nắng. Kem chống nắng là một vũ khí quan trọng cho bất kỳ một cô gái nào trước khi ra ngoài, dù là mùa đông, thời tiết âm u lạnh giá hay là mùa hè nắng nóng oi ả. Kem chống nắng đều rất cần thiết trong việc chống tia UAV, UVA, UVB tác động lên da. Nó gây sạm da, đen da của bạn. Không những vậy, kem chống nắng còn giúp cho làn da của chị em chúng mình trở nên mịn màng, săn chắc và tươi trẻ hơn đó. Kem chống nắng nếu dùng không đúng cách sẽ gây ra phản tác dụng, đặc biệt sẽ khiến cho da bạn trở nên sập sệ hơn nhiều. Ngày nay, ung thư da ngày càng phổ biến và nguyên nhân chủ yếu của các bệnh này chính là sự phơi. Do đó, hãy bảo vệ chính mình bằng mũ, nón, quần áo dài tay và đặc biệt là đừng quên kem chống nắng khi ra ngoài trời vào lúc trời nắng. Đó chính là cách loại trừ nguy cơ của căn bệnh này ra khỏi cuộc sống của bạn. Số 8. Ngủ đủ giấc. Giấc ngủ chính là nguyên liệu giúp cho các bộ phận cơ thể hoạt động tốt. Thông qua giấc ngủ, cơ thể chúng ta sẽ nghỉ ngơi và tái tạo lại sức lực sau mỗi ngày hoạt động. Vì vậy, việc nghỉ ngơi hợp lý và ngủ đủ giấc là liều thuốc cần thiết cho sức khỏe. Giấc ngủ trưa nên bắt đầu lúc 13 giờ, vì đây là thời điểm các cơ quan rơi vào trạng thái mệt mỏi và dễ chìm vào giấc ngủ nhất. Thời gian ngủ trưa tầm khoảng 20 đến 30 phút. Ngủ trưa quá lâu sẽ làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt khi thức dậy. Buổi tối thì nên bắt đầu ngủ khoảng từ 22 đến 23 giờ. Giấc ngủ của bạn thường rơi sâu nhất trong khoảng từ 0 tới 3 giờ sáng. Vì vậy chúng ta cần ít nhất 1 giờ để tìm được giấc ngủ ngon vào ban đêm. Số 9. Uống sữa trước khi đi ngủ. Uống một cốc sữa không những giúp bạn dễ dàng vào giấc ngủ, hơn thế, nó còn tác dụng giảm cân. Sữa rất giàu canxi, uống sữa trước khi ngủ có thể giúp bạn thúc đẩy hấp thu canxi. Protein trong sữa giúp đốt cháy năng lượng mỡ thừa trong cơ thể. Thành phần chính của sữa là protein nên không thể được hấp thu nhanh chóng. Nên uống một cốc sữa trước khi ngủ sẽ giúp bạn bù đắp năng lượng tiêu hao trong một đêm và sáng hôm sau sẽ không cảm thấy đói cồn cào. Trong sữa cũng có một lượng nhiệt nhất định, vì thế muốn giảm cân bạn hãy chọn những loại sữa không đường và ít chất béo. Bạn nên uống sữa trước khi ngủ 2 tiếng. Như vậy, hiệu quả giảm cân sẽ tốt hơn. Thành phần của sữa chứa nhiều canxi và khoáng chất. Không những thế, uống sữa trước khi ngủ còn bù đắp cho tình trạng thiếu máu về ban đêm, hỗ trợ cho xương chắc khỏe và còn giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn. Thứ 10. Nên tắm trước khi ngủ khoảng 2 tiếng. Nước ấm sẽ làm cho cơ thể chúng ta ấm lên, đẩy nhanh tốc độ tuần hoàn máu trong cơ thể, tăng sự bài tiết, tạo cho cơ thể được thả lỏng và giãn nở. Gội đầu bằng nước ấm giúp trí não minh mẫn, sảng khoái. Thực hiện việc này chắc chắn sẽ giúp giấc ngủ của bạn được sâu giấc, cơ thể thoải mái, như được bù đắp năng lượng. Đây là điều cực kỳ bổ ích cho sức khỏe của bạn. Mặt khác, giấc ngủ đến khi nhiệt độ cơ thể xuống thấp hơn bình thường. Do đó, việc tắm nước ấm làm tăng nhiệt độ cơ thể, trì hoãn não, tiết ra hormone gây buồn ngủ. Vì vậy, bạn nên tắm bằng nước ấm trước khi ngủ khoảng 2 tiếng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình vào ban đêm. Nước ấm sẽ làm cho cơ thể mình ấm lên, đẩy nhanh tốc độ tuần hoàn máu trong cơ thể, tăng sự bài tiết và tạo cho cơ thể được thả lỏng giãn nở. 11. Tập yoga. Yoga là phương pháp tập luyện đòi hỏi sự kết hợp cao độ của tinh thần và thể xác tại cùng một thời điểm. Dựa trên nguyên tắc kiểm soát hơi thở và giữ cơ thể ở nguyên một tư thế, qua đó làm chủ và điều khiển được sự dẻo dai của cơ thể, nâng cao trí tuệ, sức khỏe và tìm được chân giá trị hạnh phúc. Sự kỳ diệu của yoga chính là thông qua việc luyện tập thể xác để khai tâm, giúp con người giác ngộ, từ bỏ lối sống không lành mạnh, những tính xấu và hoàn thiện bản thân hơn. Với hàng nghìn lợi ích của yoga, bộ môn này được xem là hình thức tập thể thao lâu đời và đáng tin cậy nhất trên thế giới. Hãy thử tưởng tượng bắt đầu ngày mới bằng những bài tập yoga để tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho cả ngày. Yoga có rất nhiều tác dụng đối với cơ thể. Về mặt tinh thần, yoga giúp kiểm soát stress. Về thể chất, yoga giúp cải thiện độ dẻo dai, làm săn chắc cơ và duy trì hệ trao đổi chất cân bằng. Mười hai, ra ngoài trời. Không khí trong lành ở ngoài trời có rất nhiều tác dụng với cơ thể. Đầu tiên có thể kể đến là việc dưới ánh nắng mặt trời giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp vitamin D, hỗ trợ hấp thu canxi và phosphor.
tạo hệ miễn dịch khỏe mạnh. Tập luyện ngoài trời được chứng minh giúp tránh tim mạch, đột quỵ, béo phì. Ngay cả chỉ khi ngồi ngoài trời đọc sách cũng giúp cải thiện nồng độ serotonin và chống trầm cảm. Vậy nên bạn hãy bắt đầu thói quen đi dạo ngoài trời để tận hưởng không khí trong lành của tự nhiên. Nó cũng giúp cho bạn có một tinh thần sảng khoái và sức khỏe tốt hơn rất nhiều.